Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay Khanh sẽ tiếp tục lái một con xe tải đi trải nghiệm cho anh chị kêu cảm giác con xe mới nó sẽ như thế nào. Nãy giờ chúng khâu chuẩn bị, trời đang rất là nắng, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thôi nha. Với những dòng xe tải thì anh chị mơ chưa có hàng, mình vô số 2 mình chạy thôi cho nó khỏe. Và khi mà anh chị chạy một cái con xe tải lớn nha anh chị, thì những cái điểm cần lưu ý là trước khi leo lên xe thì anh chị phải kiểm tra nổ máy, rồi chúng ta kiểm tra là cái đồng hồ hơi coi nhớ đủ hơi chưa. Đó, vì em đang chạy một chiếc xe tải chiến thắng, một cái dòng xe tải mới của công ty em vừa cho ra mắt, cái lô 30 xe đang chạy để mà trải nghiệm. Mà cái con xe này thay thế cái dòng xe tải phao anh chị. Trên thị trường dòng xe tải phao thì hiện tại đang chưa có hàng. Đây là cái dòng xe này thì tạm thời sẽ thay thế dòng xe tải phao đó. Và cái xe tải chiến thắng 8/1 này cũng có cái thước thùng dài được 6.2 giống y như xe tải phao. Và nó có những cái điểm cải tiến ngon hơn. Ví dụ như là em đang ngồi là trên cái bộ ghế hơi rất êm, và con xe này cũng có còi hơi luôn anh chị. Đó, cũng có mùi nước gió ngon lành. Một cái con xe tải mà nó sẽ nhiều cái tính năng tốt hơn so với xe tải phao. Nhưng mà ngược lại thì cái phần động cơ, cả hai xe đều sử dụng động cơ wheel drive. Với dung tích máy thì con xe tải phao thì nó tầm khoảng là 3.6 nha anh chị. Còn con xe tải chiến thắng, hiện tại chiếc mà em đang lái đây là chỉ có tầm khoảng là 3 chấm thôi, nó nhỏ hơn một xíu. Nhưng mà công suất cả hai con nó sẽ bằng nhau. Đó, cái mẫu xe này thì nó giống như là cái xe, cái con xe Hyundai E8, máy nhỏ nhưng mà công suất lớn. Hiện tại em đang chạy với số 4 mà em đi không xe đạp rất là bốc nha anh chị, rất là ngọt. Bữa em có nhiều cái clip là khách hàng của em chạy chứ em chưa chạy, nhưng mà bây giờ em chỉ làm một clip em chạy trải nghiệm thực tế luôn anh chị nè. Thì hiện tại cái dàn tốc lô mũ anh chị thấy, như em thấy cái con xe tải phao 8/1 hoàn thiện rất ok nha anh chị. Với phần đồng hồ của nó là đồng hồ điện tử, km hiển thị, chạy được bao nhiêu km hiển thị trên xe luôn, rất là hiện đại. Rồi có màn hình giải trí, có xem được video luôn nha anh chị, đang có video nhưng mà em sẽ tắt tiếng đi. Máy lạnh thì đầy đủ, còi hơi. Do cái phiên bản này, do phiên bản này là phiên bản đồ nhập từ bên Trung Quốc về, nên là đa số sẽ cắt hết cái đồ chơi. Ví dụ như những con xe này thì như anh chị thấy trên vô lăng nó có những cái phím nút chờ. Em nghĩ là nó sẽ có như ví dụ như là ga tự động hoặc là tăng giảm âm lượng trên vô lăng thì nó các kiểu đó. Nhưng mà cái con xe này đã bị cắt rồi nha anh chị. Xe này đã bị cắt rồi. Đó. Bây giờ em đang chạy. Coi không biết cái lột chỗ này kìa. Do cái đường nó hơi hẹp với cái cụm gương của xe tải chiến thắng 8/1 nó hơi lồi ra một xíu, em chạy phải canh. Rất là sát anh chị. Chạy rất là sát. Phải canh cái con xe chứ không thâu là nó quẹt vô người khác thì rất là vất vả, nên là anh chị cũng vậy, chạy xe nhớ cẩn thận. Em đang đi số 3, số 4, chủ yếu số 3, số 4 thôi anh chị. Mà cái con xe này chạy rất là bốc. Trải nghiệm cho anh chị trước khi mà anh chị đưa ra quyết định. Tại vì cái mẫu chiến thắng 8/1 là cái phương án mua xe rất là đầu tư, cái vốn ban đầu rất là thấp nha anh chị. Chỉ có giá hơn 600 triệu thôi mà anh chị có thể sở hữu một con xe tải chiến thắng 8/1 rồi. Đó. Chạy rất ổn định, ghế hơi rất là nhẹ, ngồi rất là sướng nha anh chị. Đó, em chạy nè anh chị thấy không. Thì sau này em sẽ làm nhiều clip trải nghiệm về những cái mẫu xe trên thị trường để mà cảm nhận được cái động cơ và cũng như là cách độ cách âm hay là đồ dàn nhựa khi mà mình chạy xe, để mà khách hàng có thể an tâm hơn khi mà lựa chọn một xe nào đó. Ví dụ như những anh chị ở xa mà chưa biết những cái con xe nó như thế nào á, cứ mua
Thì cũng xem được những clip này thì cũng an tâm một phần nào đó về cái phần động cơ. Xin chiến thắng 8 tháng 1 anh chị sẽ thấy hộp số là 6 tiếng một lùi. Đi theo đó là bộ ghế da, bộ ghế này ghế nỉ ba chỗ ngồi cũng rất êm, nhưng mà cái này thì anh chị bọc lại ghế da hay xài thì nó sẽ bền hơn là anh chị. Với kích thước dài 6m2, bề ngang là 2m2, bề cao là 2m1 nha anh chị. Dài động cao của xe này đáp ứng đủ nhu cầu của anh chị khi mà anh chị vận hành của xe này. Với giá tiền hơn 600 thì em nghĩ đây là một cái phương án mà giúp anh chị tiết kiệm rất là nhiều trong cái việc mà đầu tư xe nha anh chị. Xe thì anh chị thấy bên em đã thay hai cái cụm gương, hai cụm gương hộp rồi, không còn là gương dẹp như lúc trước nha, nên là nhìn xe rất là đẹp, rất là chắc chắn. Xe thì vẫn có cái tính năng là kính tự động, nhập một cái là tự động nó xuống nha anh chị. Đó. Và hiện tại xe bên em còn rất là nhiều dòng cho anh chị tham khảo, ví dụ như là xe chiến thắng này, hoặc là xe dắt này, hoặc là xe đông phen, xe kenbon, nói chung là rất là nhiều dòng lắm. Anh chị có thể tham khảo một cái mẫu xe tải vừa phải để anh chị có thể đưa ra một cái quyết định chính xác khi mà mua xe nha anh chị. Em chạy xe là em chạy yếu lắm, nhưng mà cũng ráng canh lâu lâu mới chạy mấy cái con xe bự bự như thế này anh chị. Chứ không, thường thường là em chạy mấy con xe nhỏ nhỏ à, chứ xe bự bự này ít khi chạy lắm. Có bằng C nhưng mà ngán lắm anh chị. Giờ phải quay đầu lại, chạy cũng đường dài. Bán kính quay đầu con xe này cũng khá là ổn nha anh chị. Xe cũng có tích hợp camera lùi luôn nha. Anh chị mua xe này chạy thì ví dụ như anh chị chạy yếu như em thì không phải sợ những cái điểm mù. Xe do cái xe số 6 số thì cái ngạnh của nó anh chị nó khác so với lại cái xe 5 số thì nó hơi xéo một xíu, là anh chị lắc nhẹ thôi là nó sẽ vô cái số khác rồi, nên là phải từ từ. Bây giờ anh em sẽ xuống giới thiệu sơ một đoạn con xe này để anh chị có thể mà trải nghiệm thêm một phần nào đó về cái con xe này. Rồi chờ em xíu nha.